Sáng nay 26 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, kiểm tra, chúc Tết Tổng cục 2. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tình báo quốc phòng phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc lời căn dặn và yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bất luận trong hoàn cảnh nào, tình báo quốc phòng của chúng ta cũng chỉ được phép ngày càng mạnh lên, tuyệt đối trung thành, mãi vững tin theo Đảng, tận tụy phụng sự vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Năm 2023, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục 2 đã lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu chiến lược và hành động tình báo, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ra các quyết sách đúng đắn, không để bị động bất ngờ về chiến lược, được lãnh đạo cấp cao và các ban bộ ngành địa phương ghi nhận đánh giá cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những chiến công, thành tích của Tổng cục 2 đã đạt được thời gian qua, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục 2 đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng chứng tỏ được vị trí, vai trò quan trọng của mình. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu tình báo quốc phòng cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, chủ động triển khai các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, xây dựng lực lượng tình báo theo hướng tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng chức năng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn chiến lược, nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ.